gì, bản thân tôi rất là biết ơn đến Siri. Vì Siri đã thay đổi hoàn toàn cuộc đời tôi. Và như chị Hồng Hạnh vừa chia sẻ đấy ạ, tôi là một bà mẹ bỉm sữa nhưng chia sẻ là gì ạ, một ngày vẫn hoàn toàn có thể làm 3 đến 4 ca online như bình thường. Và gì ạ, và vẫn có thể học phát triển bản thân qua gì, qua online cũng như là qua đọc sách. Con thì cứ ngủ gì ạ, ngủ được gần 3 tiếng cái gì chạy chơi tí xong rồi bú tí tí xong lại gì lại ngủ lại chơi lại. Rất là tuyệt vời. Và gì ạ, và hoàn toàn là sản phẩm của chúng ta cũng tuyệt vời lắm, giúp cho làm mẹ khỏe, con khỏe. Và gì ạ, và chúng ta thì chúng ta không những khỏe mà nó không bị quá cân sau khi sinh. Bởi vì thường chúng ta biết là sau khi sinh ấy, mọi người phải ăn bồi bổ rất là nhiều để làm gì ạ, để đảm bảo sức khỏe và có sữa cho con đúng không ạ. Nhưng có Siri rồi thì chúng ta yên tâm là gì, sẽ không phải như thế đâu ạ. Chúng ta uống Siri và rất là khỏe, nhưng chúng ta lại không lo về vấn đề là gì ạ, thừa năng lượng để dẫn đến béo phì các thứ. Đấy là những cái điều mà gì ạ, vô cùng tuyệt vời. Và gì ạ, và tôi xin phép được tự giới thiệu, tôi là Phan Thị Hiếu, hiện là thủ lĩnh quốc gia của tập đoàn Cyber Delivery. Và trước khi mà biết đến tập đoàn thì tôi là một bác sĩ làm bên Tây y. Cũng chia sẻ với cả nhà là một bác sĩ nhưng mà có rất là nhiều vấn đề sức khỏe mà không thể nào mà dạ giải quyết được bằng Tây y, và chính vì vậy tôi đã tìm đến Siri. Thế và cũng không ngờ được rằng là dạ nhờ cái trải nghiệm một cách rất là nghiêm túc và Siri thì tôi có niềm tin tuyệt đối vào tập đoàn. Và sau đó thì dạ hợp tác với tập đoàn đến nay đã được hơn 4 năm thì nó thay đổi hoàn toàn cuộc đời tôi. Thứ nhất là dạ cái sự bế tắc về sức khỏe mà một bác sĩ Tây y đau đáu lo khi nhắc đến ung thư các thứ, tôi rất là lo. Bởi sao ạ, mình cứ hàng ngày đống một đống thì thuốc rồi các chất độc vào cơ thể thì dạ cái ung thư thì nó đâu có một trường một ai đâu ạ. Và gì, và lúc đấy rất là lo lắng. Thế nhưng khi gặp được Siri rồi thì dạ, nó đã gì ạ, giúp cho tôi thì giải quyết được cái nỗi lo đó. Và cái thứ hai đó là gì ạ, nó giúp cho tôi có được cuộc sống tự do. Bao nhiêu trong số anh chị em đây thì là gì ạ, nếu như chúng ta được tự do ở cái tuổi gì ạ 30, 31 thì gì ạ, là một điều vô cùng tuyệt vời, có thể giơ ngón tay cái đâu ạ. Vâng, xin cảm ơn cả nhà. Và khi mà làm bác sĩ thì tôi không bao giờ nghĩ rằng là mình có được tự do nữa, bởi vì trước khi ra trường ấy, thì mơ ước rất là nhiều. Nhưng khi mà ra trường rồi, đối diện với cuộc sống thực tế rồi ấy, thì thấy là gì ạ, cái công cụ bác sĩ không thể giúp mình thực hiện được những ước mơ đó. Ước mơ tự do là gì? Ước mơ không thể sáng dậy sớm đi làm tối về và gì ạ, sau đó lại gì, tiếp tục cái công việc phòng khám ở nhà đấy. Và cái mà mình giúp được các bệnh nhân của mình duy nhất đó là gì ạ, điều trị triệu chứng. Điều trị triệu chứng rất là nhiều bệnh nhân là gì ạ, suốt ngày hỏi là bác ơi có cái phương pháp gì để cháu bớt ốm không, có cái gì ạ, có cái thuốc gì để gì, cái thuốc bổ gì để cháu gì, cháu đỡ ốm không. Thì lúc ấy thực sự là gì ạ, đã kê rất là nhiều loại nhưng mà không có hiệu quả. Thế nhưng gặp được CV thì sao ạ? Rất là nhiều bệnh nhân thì bây giờ đã trở thành là gì ạ? Là khách hàng thường xuyên và các cháu thì rất là khỏe mạnh ở nhà. Đấy là những cái giá trị vô cùng tuyệt vời, đúng không ạ? Đấy. Thế và tiếp đến là gì ạ? Về tài chính cũng vậy. Hai vợ chồng có những ước mơ về tài chính mà gì ạ? Mà ngay trước khi mà trước khi ra trường hoặc là khi trước khi vào nghề thì nghĩ rằng là gì? Chắc chắn là mình có thể đạt được. Nhưng khi mà gì ạ? Sau một vài năm thì thấy là gì ạ? Không thể. Không thể. Và có những lúc định từ bỏ ước mơ nhưng không ngờ được rằng vào Siri thì gì ạ, chỉ có hơn 3 năm thôi thì nó lại giúp cho gì ạ, thực hiện được toàn bộ những cái ước mơ mà trước đây nghĩ rằng cả đời không thể thì thể thực hiện được. Thế và gì ạ, ngoài giá trị về tự do, về tài chính, về gì ạ, về sức khỏe ra thì còn có giá trị về gì, về du lịch, những chuyến du lịch vô cùng tuyệt vời. Bao nhiêu trong số quý vị đây muốn đi du lịch có thể giơ ngón tay cái đâu ạ, du lịch người khác trả tiền cho mình nhá. Dạ vâng, xin cảm ơn, mà lại còn được đi cùng đồng đội cơ. Đấy. Và dạ, và chia sẻ là dạ, ở đây không những là đi cùng đồng đội này, còn đi chị gái ruột. Chị gái mà dạ, chỉ học hết lớp 3 thôi. Còn thì dạ, bản thân thì gì, học đại học và dạ, học sau đại học. Không phải là gì, hai chị em sốt sỏi khác nhau, mà chỉ có điều là gì, gia đình nghèo, bố mẹ chỉ có thể cho gì, cho duy nhất em út đi học. Đấy. Thế và dạ, nhưng mà lại được đi du lịch cùng nhau. Đấy là những giá trị là dạ, vô cùng tuyệt vời. Thế và đội ngũ của tôi thì sau hơn 4 năm, thì bây giờ đã có dạ, có đến gần 10.000 tư vấn viên. Và đã rất là nhiều người có được cuộc sống tự do và đã tổng thu nhập của đội ngũ là đã xấp xỉ khoảng 8 tỷ một tháng. Cả nhà thấy đấy có phải là một doanh nghiệp tuyệt vời không ạ? Và đó chính là gì ạ? Đó chính là những cái giá trị vô cùng tuyệt vời mà Siri đã mang đến cho tôi sau hơn 4 năm hợp tác. Mà gì ạ? Mà trước đây tôi đã học mất 6 năm đại học cộng với lại gì ạ? Ra trường tiếp tục là gì? Đi học thêm, xong rồi sau đấy lại đi học thêm bác sĩ chuyên khoa, xong rồi gì? Làm 4 năm, tổng cộng là gì ạ? Riêng học thôi khoảng mất tầm độ gì? 8 9 năm rồi. Nhưng nó không cho mình được những cái giá trị, nó chỉ vỏn vẹn đó là sẽ cho mình được đồng lương vài triệu một tháng cộng với cái việc là điều trị triệu chứng được cho các cháu chấm hết và mình mất đi rất là nhiều giá trị khác. Thế nên là tôi biết ơn Siri vô cùng.